step. Ok. Đánh cốt. Ok. Đánh pha. Ok. Nghiêng bên trái. Ok. Nghiêng bên phải. Ok. Đánh cái bóng nguy hiểm. Ok. Đánh cầm. Ok. Cắm vừa. Cái bóng nguy hiểm. Ok, lên lùi. Ok, ném bước sau. Ok. Ôi cứ cho làm đi anh. Sau rồi làm với các tay nó đeo vào trắng lên đấy đâu. Cho làm đi. Cho làm đi cho quen. Sao đâu? Không phải các con hôm quên được đâu, đến lúc mà đi thì nó quên hết. Đeo găng tay vào. Thank you.
thi bảo dưỡng cấp 2 rồi đấy. Cấp 2 xong là vào chung kết và thi cấp 4. Không, ý em là chỉ thi bảo dưỡng cấp 2 thôi ạ. Vào đến vòng trong vẫn thi lại bảo dưỡng cấp 2. Vào vòng trong thì cấp 4. Thank you.
cho thi nhưng mà phải đem giải về đấy anh ạ, không phải đơn giản đâu. À. Em còn làm được nữa. Thì có cái tờ giấy đấy, cho vào nhìn xem đúng chỗ chưa. Để kết hợp cả hai cái để nhanh hơn. Ơi. Nước trái xong. Có đinh này kìa. Xem ở kinh doanh có ai mà rảnh ấy, không thì cho xuống đây cho anh, có giải trên văn phòng. Để làm gì? Để coi như là mình coi như là những người đấy anh coi như là cho là giám khảo như là để tạo cái áp lực ấy, để cho đỡ ấy, đỡ ngại. Không, cái đấy cũng một cái hay mà. Cái nhiều khi vấn đề là kinh doanh không có ai rảnh đâu anh. Kinh doanh như là trên đấy có chị nào xinh xinh xuống để cho đấy xem là có bị mất tới không, các em chưa vợ ấy, à, chưa chồng ấy. Đấy, cái đòn tâm lý đi thi này là 50% là tâm lý đó. Chứ còn nhiều đại lý năm ngoái mà nó luyện mấy tháng làm cần tự rồi cuối cùng đến tâm lý phát tính trưởng cướp ấy. Không, cứ quay như này là không bị ấy đâu. Chúng không, nó mà tập nhiều nhưng chưa chắc đã quay như mình. Cứ cho thêm người vào. Anh bảo mà chứ nghe. Cho mấy cái em mà chưa chồng ấy, xuống đây thanh niên chưa vợ mà. Bảo khách hàng xuống đây còn dễ chứ bảo mấy em còn có việc chứ ảnh. Nó có ngồi chơi đâu. Ai à, trên đấy làm gì còn ai rảnh. Mấy con nghe điện thoại mà bắt nó xuống đây nó chửi chửi cho. Nó gọi 20 phút thì làm sao? 20 phút nó gọi được bao nhiêu cuộc ấy. Đụp. Rồi con này chết là cái chắc rồi. Đi đi làm nhỉ. Không cùng phải đi làm. Cứ đi làm mà xong nó đi thi nó cũng đánh ban là cháy cả ốc và cái lốp rồi mà. Ôi, em gì nhiệm nhiệm đấy. Em gặp răng ấy. Thôi. Bỏ đi. Nó xuống đây anh Tĩnh lại không làm được thật. Không, đấy là mình đang rèn. Anh nhìn những cái tập tục này thì anh không ngại lắm rồi. Anh đang rèn cho các em cái tâm lý nó vững hơn chút được thôi. Có máy quay là ngon hết. Có máy quay tung một phát public lên mà nguyên cái tỉnh Bắc Ninh này nó xem được.
cầu. Còn làm cấp 4 nhá, một lúc mà em làm phát cả luôn, cả nước luôn. Thế là luôn. Kéo cả hai xe vào. Lúc ấy là hai xe hứng luôn ạ? Hai xe hứng luôn. Thế còn cái này thì là một con hứng. Cái này thì hứng dầu thôi. Nếu mà thay lọc thì chỉ kéo thêm ra thử. Thay lọc lên kéo. Thank you.
Mua mấy? Được, đi thi mà phải thỉnh thoảng có cái hành động như thế anh ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.